nhiều mình lý nhí, mình nói lớn lên coi. Mượn tiền phải không? Mượn tiền nhiều, nói đi, chị nào trả. Mượn tiền còn bắt nói lớn nữa này, giống như coi phim sát mà bắt bật lo ngoài, nhục lắm. Tao chỉ muốn mượn một ít tiền thôi, 3 tỷ, hứa trả liền, tuần sau tao trả. Mày ở đâu tao chạy tới tận nơi tao trả. Đồng hồ mà vừa điểm 12 giờ khuya là tao thì tao phóng tới chỗ mày liền. Dù có rớt chiếc giày thủy tinh kim cương lại tao cũng bỏ. Hứa, lời nói danh dự của tao đó. Số tiền hôm bữa mày mượn á, mày chừng nào mày trả tao được? Cũng hơi lâu rồi đó, tao cũng đang cạn. Tao không có ý gì hết nhưng mà giờ tao hỏi mày nè, mày chơi tao bao nhiêu năm rồi, mày có thấy tao bị lãng tay bao giờ không? Mà mày làm gì mày ngày nào mà cũng đi tò tò của tao mà nói câu đó hoài vậy? Đồng ý là tao sai, tao mượn tiền, tao hơi trả chậm một chút xíu, có 2 năm chưa trả chứ nhiều đâu. Nhưng mà mày nghĩ có 3 tỷ có đáng bao nhiêu đâu. Làm cái gì mà giật giọng làm như tao quýt tiền tới nơi vậy đó. Bởi bạn bè đụng vô mới biết chuyện tiền bạc rồi. Nhiều người coi bạn bè không có bằng cái bánh xe bò tiền bạc đâu. Khó chịu, bực cái mình vậy đó. Cảm thấy mình bị phản bội. Mai tao trả, được không? Mai mày ở đâu? Mày chạy tới nhà tao lấy đi. Chứ nhà mày sao cách 200 mét lẫn bắt đem mua tiền qua. Tao đã mượn tiền cũng bắt chạy qua trả tiền tận nơi nữa chứ. Đúng là được đằng chân lên đằng đầu. Nhiều người coi bạn bè như là nô lệ vậy đó. Dính tiền bạc mà lắm nhiều người chơi mới lúc đó mình lòi ra bạn bè thiệt hay không? Mai ha, cứ nói nữa, tao có bị lãng tay. Làm gì có cảnh này. Cho bạn mượn tiền là thường là mất bạn, mất tiền luôn. Thật ra nếu mà cho tiền bạn được thì cứ cho, đừng có cho mượn ha, vậy đi.